Đối với các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước, là mô hình được phổ biến khá rộng rãi trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trước đây bà con nuôi gà thả vườn theo hình thức tận dụng phế phẩm trong vườn nhà nên số lượng không đáng kể. Do chăn nuôi nhỏ lẻ, bà con rất khó khăn trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật và kiểm soát dịch bệnh. Song trên thực tế, nếu nuôi gà ta thả vườn thành công thì hiệu quả kinh tế mang lại khá cao và phù hợp với điều kiện canh tác trên vườn nhà. Chính vì thế, nhiều nông hộ ở tỉnh Bình Phước đã tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, phát triển đàn gà gia đình chuyển sang chăn nuôi quy mô lớn hơn. Ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn 7 xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập cho biết, để có đàn gà hơn 1.400 con hiện nay, gia đình ông cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm nhân đàn. Thành công có, nhưng thất bại cũng không ít. Khởi nguồn cũng chỉ hơn chục cặp gà mái đẻ chọn giống cho ấp thụ công. Đến nay, ông đã tuyển lựa hơn 400 con gà mái đẻ, Công đoạn ấp nở cũng được thay thế bằng máy để tăng công suất. Vào đợt gà đẻ, trung bình mỗi tháng, gia đình ông xuất ra 600 gà con. Với giá bán hiện tại 12.000 đồng một con. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình ông khá ổn định ở mức 5 triệu đồng một tháng, chưa kể doanh thu từ gà thịt. Gà mái đẻ thì nó thức ăn nó cũng khác với cái con gà thịt giai đoạn đầu thì chúng ta có thể xài chung với gà thịt được nhưng mà tới khi cái giai đoạn chúng ta chuẩn bị để hậu bị thì chúng ta phải chuyển sang cái giai đoạn để nuôi đẻ chứ không thể nuôi như gà thịt được bởi vì nuôi gà thịt thì nó sẽ cho đẻ kém hơn cái chuyên môn về gà đẻ cho nên đó là cái cái điều mà quan trọng mình cần phải để ý rồi cái thứ hai nếu nuôi gà đẻ mà tạo đúng cái nguồn con giống thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận cao. Còn nếu cái con giống mà chúng ta tạo chưa có đạt thì cái, cái lợi nhuận chúng ta sẽ bị thấp đi. Bởi vì gà của người ta lên, người ta có thể đạt được bảy chục cái lượng trứng, phần trăm lượng trứng so với cái số gà. Còn của mình nếu mà mình đưa vào cái con cái con gà ta của mình thường thường chưa chọn chưa tuyển giống đó, thì chúng ta đạt khoảng cỡ 40 đến 50 thì cái mức độ đó chúng ta mất đi khoảng 2 đến 30 phần trăm cái lượng trứng đó để vừa có thể phát triển quy mô đàn gà đồng thời đảm bảo kỹ thuật nuôi có tỷ lệ hao hụt thấp theo ông Sơn cần áp dụng theo hình thức bán chăn thả trong giai đoạn đầu khi mới nở, đến lúc gà 1 tháng tuổi, cần chủng ngừa các loại bệnh thường gặp và có chế độ chăm sóc tốt nhằm tăng sức đề kháng trước khi cho thả vườn. Bên cạnh đó, vệ sinh chuồng trại cũng là vấn đề rất quan trọng cho gà phát triển. Nếu như những năm trước đây, gia đình ông thường sử dụng sát trùng bằng thuốc hóa học, thì hiện nay ông áp dụng theo phương pháp rải đệm lót sinh thái, có tác dụng khử mùi hôi khí độc rất tốt. Cái lợi nhuận thì con gà mái đẻ chúng ta có thể cho ăn những thức ăn nó đơn giản, bởi gà ta thôi cho nên chúng ta không cần phải thức ăn cao cấp cho nhiều lắm bởi vì cái năm đầu tiên tôi nuôi thì tôi sử dụng thức ăn chuyên cho gà đẻ sau một thời gian tôi mới biết được là cái lượng mỡ vì thức ăn chuyên cho gà đẻ công nghiệp cái lượng mỡ nó nó sẽ tạo ở trong cái con gà ta mình rất cao và nó sẽ giảm đẻ cái hiệu quả nó không cao còn cái thức ăn mà đơn giản của chúng ta bắp, lúa và thêm chút ít khoáng rồi thêm chút ít thức ăn công nghiệp thôi thì chúng ta cho ăn nó nhiều chất như vậy con gà nó sẽ không tạo mỡ và nó đẻ được tốt hơn. Một trong những điểm mạnh của mô hình nuôi gà ta bán chăn thả là quy mô đàn từ 500 con trở lên cho mỗi hộ và sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng. Nuôi gà theo hình thức bán chăn thả không đòi hỏi đất vườn quá rộng và cũng không tiêu tốn nhiều thức ăn. Thức ăn cung cấp cho gà từ 70 đến 100% nhu cầu dinh dưỡng tùy theo diện tích vườn, rộng hay hẹp. Nếu nuôi và chăm sóc theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, tỷ lệ hao hụt rất thấp. Tại trại nuôi hơn 1.000 con của gia đình anh Đào Văn Yến ở ấp 8 xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh. tôi mới gần 2 tháng, nhưng trọng lượng đạt trung bình từ 0,8 đến 1 kg một con đàn gà có sự phát triển khá đồng đều, độ chênh lệch về trọng lượng không cao. Anh Yến cho biết đó là một trong những ưu điểm về giống, bởi vì giống gà tốt không chỉ đảm bảo yêu cầu sạch bệnh phát triển tốt mà chất lượng thịt cũng ngon hơn. Nếu như trước đây giống gà lai giữa gà ta và gà tam hoàng được nhiều nông hộ lựa chọn, thì hiện tại giống gà bình định lai giữa gà ta và gà nòi được đánh giá có nhiều điểm nổi trội hơn hẳn ngoài chất lượng thịt ngon và dai, nuôi giống gà bình định ít tiêu tốn thức ăn và đặc biệt là phát triển rất đồng đều. mà nuôi gà thương phẩm để lấy thịt ấy, thì ta nên nuôi là theo từng từng nứa nào riêng rời nữa đó, mà chuồng chạy là phải có cách ly là tối thiểu là một tháng. Còn quy trình nhập gà về thì phải uống ở cái độ nhiệt độ đầy đủ, lịch tiêm phòng vaccine cho nó đúng, Để cách phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại tốt thì nó sẽ có hiệu quả. thôi. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương cho thấy nhu cầu chăn nuôi gà ta thả vườn của bà con nông dân rất lớn, song đa số đều rất e ngại về quy trình kỹ thuật cũng như việc phòng trừ dịch bệnh. Đáp ứng nhu cầu của bà con, năm 2010, Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh đã tổ chức triển khai thí điểm 12 mô hình nuôi gà ta bán chăn thả với quy mô đàn từ 500 con trở lên và bước đầu đã có hiệu quả. Từ thành công của các mô hình thí điểm, bà con nông dân có điều kiện học hỏi kinh nghiệm thực tế và được cán bộ trung tâm chuyển giao kỹ thuật, quy trình chủng ngừa, vệ sinh chuồng trại. Có hai cách để mình chăn nuôi gà ở vườn chăn thả như bây giờ thì có một cách là chúng ta nuôi chuồng bán chăn thả là một nửa nhốt ở chuồng một nửa nuôi ở ngoài và một nửa là chúng ta có thể chăn thả hoàn toàn chuồng là chỉ để dùng ngủ ăn đêm thôi thì về chuồng trại thì chúng ta yêu cầu là phải sát trùng chuồng trại định kỳ còn cái phương pháp thứ hai là không có dùng phương thuốc sát trùng nữa mà chúng ta dùng cái điểm lót sinh thái thì cái điểm lót sinh thái nó cũng có cái tiện là chúng ta dùng một lần làm cái điểm lót sinh thái một lần nhưng mà dùng được cho cả năm thì nó đỡ cái tốn công của mình khi mà mình vệ sinh chuồng trại rồi đỡ cho mình dùng thuốc sát trùng thuốc hóa học hay là các loại thuốc sát trùng thì nó ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh thì cái điểm lót sinh thái nó tốt hơn được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh và các khuyến nông viên cơ sở, bà con nông dân đã yên tâm và mạnh dạng đầu tư chăn nuôi gà ta thương phẩm. Chỉ riêng xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, ước tính có hơn 100 hộ chăn nuôi gà ta thả vườn, quy mô từ 100 con đến 1.500 con. Anh Bùi Xuân Giang ở ấp 8 cho biết, nuôi gà ta theo hình thức bán chăn thả chỉ từ 3 đến 3,5 tháng là có thể xuất chuồng. Với diện tích đất vườn đều hơn 3 hectare, mỗi năm gia đình anh có thể nuôi 6 lứa gà quy mô từ 1.000 con trở lên. Hiện nay, gà ta rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá trên thị trường luôn ổn định từ 74 đến 80 ngàn đồng một kg. Gà này em nuôi đến nay là được từ tháng 9 năm ngoái, nay là gần được gần 1 năm. Thấy con gà này cũng chất lượng, con giống tốt. Tính tính cái lợi nhuận, tính trên đầu ngàn thì trừ hết chi phí rồi trên 1 ngàn con thì lợi được khoảng 30 triệu mặc dù chăn nuôi gà ta theo hình thức bán chăn thả cho lợi nhuận khá cao phù hợp với điều kiện canh tác vườn nhà nhưng nhiều nông hộ ở tỉnh bình phước vẫn chưa yên tâm mở rộng quy mô nuôi tâm lý chung của bà con vẫn còn e ngại đầu ra cho sản phẩm bởi thực tế hiện tại mức tiêu thụ chủ yếu là cung cấp cho người tiêu dùng địa phương và các huyện thị lân cận để phát triển bền vững mô hình này bà con đang cần nhiều sự hỗ trợ đắc lực của các ngành chức năng có liên quan